Kính thưa quý vị, nhiều cuốn phim với giọng phát âm ngôn ngữ Tây Ban Nha tạo doanh thu đáng kể tại Hoa Kỳ, tin từ Mexico City. Cuốn phim Instruction Not Included hoàn toàn nói tiếng Tây Ban Nha với phụ đề tiếng Anh thành công tại Hoa Kỳ với số vé bán được lên đến 20 triệu Mỹ Kim trong tuần qua. Cuốn phim tiếp tục ra mắt tại các rạp chiếu phim tại thủ đô Mexico. Instructions Not Included do đạo diễn Mexico gạo cội thủ diễn Eugenio Derbez đóng vai một người đàn ông làm việc Playboy để kiếm tiền nuôi một em bé gái bị bỏ rơi đặt trước cửa nhà. Câu chuyện được dàn dựng thành công chiếm hạng thứ 3 về số doanh thu tại Hoa Kỳ trong tuần qua. Một trong những điểm đặc biệt là cuốn phim hoàn toàn sử dụng ngôn ngữ Tây Ban Nha với phụ đề Anh ngữ, được nhiều dân chúng Hoa Kỳ ưa thích. Siêu sao Derbez xuất hiện trên thảm đỏ trong đêm ra mắt cuốn phim Instruction Not Included, trả lời đến giới báo chí địa phương rằng thật là điều ngạc nhiên một cuốn phim bằng ngôn ngữ Tây Ban Nha với kết quả ngoài sự tiên đoán về số doanh thu. Derbez chia sẻ niềm vui với vợ qua sự thành công tại Hoa Kỳ. Siêu sao Eugenio Derbez trong niềm vui nhận được rất nhiều cuộc điện thoại ký hợp đồng đóng phim. Cuốn phim Instructions Not Included có thể là cơ hội cho ngành điện ảnh Mexico hòa nhập vào thị trường điện ảnh Hollywood. Tại Mexico, với hơn 1.500 rạp chiếu phim, sẽ bắt đầu trình chiếu cuốn phim Instructions Not Included vào ngày 21 tháng 9 sắp tới. Eres lo mejor que no quería que me pasara.